Các bạn ạ, hai vợ chồng mình phải chạy suốt từ trong cái khu vực của cái người dân Sắc Lây ở cách đây tầm gần 20 cây mới đi ra ngoài phố này. Thì ra ngoài này mới có nhà nghỉ là một này, mới cả mình mua và tạm lấy 2, 4, 5 suất quà đã. Bởi vì giờ mình cũng không đèo được nhiều. Rồi ngày mai mình sẽ lại mua tiếp. Như người về thì mình sẽ chương trình là mình sẽ còn ở đây cũng phải làm việc ở đây một thời gian nữa. Đây là vợ lấy nước mắm đây gì ạ? Nước mắm này với cả đây là được bao nhiêu gói mì rồi đây? 100 gói là được được nhưng mà tí mình phải kiếm cái túi. Ừ đấy thì bây giờ mình tạm mua 5 suất quà này lên đây để đem lên đây tặng cho đồng bào trên đó đã. Bởi vì giờ là trời sắp tối rồi. Hôm nay thì đáng lẽ mình ra sớm nhưng mà vì thời tiết nó mưa quá. Mưa tầm tã nhưng ngoài này lại không mưa. Vừa xong mình mới vứt đồ ra ngoài kia rồi này. Bây giờ thì mình mới chở đồ về trong đó. Thôi bây giờ mình xếp lên xe đi nhỉ. Để đâu đây? Dạ vâng. Mọi người ạ, đồng bào ở trong này thì nói thật sự là mình không ngờ khi vào đây thì cũng rất nhiều là những người hoàn cảnh khó khăn. Nên hôm nay thì mình ra đây cũng là bước đầu. Cũng có thể là mình sẽ ở đây giúp đồng bào một số thời gian nữa. Thì bây giờ chương trình là vợ chồng mình cứ tạm thời hôm nay là đem một số cái gạo với cả mì tôm với nước mắm này nên tặng cho một số hoàn cảnh đây đã. Rồi thì lúc với chương trình thì mình có lẽ là hoạt động ở đây thì như thế nào thì mình sẽ quay để giới thiệu với tất cả mọi người sau. Gửi tiền bác chưa? Cảm ơn bác nhá. Ngày mai lại gặp lại đây. Mai là phải ra lấy thêm, chắc là còn phải ở đây cũng dài. Còn vợ chồng mình đi. Còn như cũng bây giờ là tối đấy, gọi điện cho ông trưởng thôn đấy nhá. Bây giờ thì cũng tương đối muộn rồi, chồng mình mới đi từ ngoài thị trấn, đem gạo mới đổ cái thứ linh tinh đem vào, bây giờ mới đến chỗ nhà trưởng thôn. Đây là em trưởng thôn cũng đang xây nhà này, bây giờ cũng sắp tối rồi. Giờ cố gắng nhờ em đưa đi vào trong tạm thời 5 cái hộ đầu tiên đã. Rồi sáng ngày mai thì vợ chồng mình sẽ bắt đầu tiến hành nhà đi tiếp tục. Bởi vì trong này còn rất nhiều hoàn cảnh quá khó khăn. Thì vợ chồng mình sẽ cố gắng làm được những cái việc gì tốt nhất để giúp đỡ cho đồng bào ở đây. Đây mọi người ạ, bây giờ thì vợ chồng mình mới đi vào đến trong cái khu vực của trạm kiểm lâm đây. Đây là anh trưởng thôn. Anh trưởng thôn đây là anh em. Cho Quốc Doanh. Cho Quốc Doanh. Giới thiệu mọi người, đây là anh trưởng thôn Cho Quốc Doanh. Anh làm trưởng thôn ở khu vực này thì nói thật sự gọi là thôn thôi nhưng mà vì họ kéo dài lắm. Tít từ cách đây mấy cây số đi vượt qua cái đèo cơ. Anh cũng rất là bận bởi vì cũng rất là hoàn cảnh mà không biết làm nào được. Thì vợ chồng Đồng Hải hôm nay thì cũng không thể chủ động được là đi ra tưởng cái mấy hàng tạp hóa ở đây họ có bán nhưng mà họ không bán đồ. Bởi vì nó thật đồng bào ở đây cũng rất là khó khăn. Nên mình phải chạy ra cách đây tập khoảng độ 20 cây số ấy, chắc là hơn 20 cây số mới mua. Nên mình mua tạm mấy suất quà đã, xong ngày mai thì chương trình chắc là vợ chồng mình sẽ còn phải ở đây cũng phát coi như cho giúp cho đồng bào ở đây khoảng độ mấy chục suất quà nữa cơ. Bởi vì bây giờ là mình bằng cái phương tiện nhỏ này thì ấy. Em ơi, đi xuống đây anh ấy. Đấy, đây là như hoàn cảnh của lên nhà chứ. Xem lên nhà. Yeah. Không để nó phải nó bưng lên chứ mình bưng nào được. Mình bưng lên trao trên kia. Đấy. Không em xếp thêm cái này không để em kia nó xách cho. Đấy, em cứ xếp đấy ra đi. Đấy. Đây thì là phần quà đầu tiên là sẽ gửi cho cháu tên là gì nhỉ? Cái gì? Nguyên. Nguyên cháu họ gì nhỉ? Cơ tơ Nguyên. Đấy thì cái hoàn cảnh của cháu thì cũng như hôm nay rồi. Đồng Hải đã vào quay cái nhà của cháu rồi đấy. Đây là một cái nhà nhưng mà bây giờ đang có ba thế hệ ở cơ. Mà nói thật sự là cũng mình không biết nói câu gì hơn nữa. Bây giờ mình rất là mong muốn có các cái mạnh thường quân nhìn thấy cái hình ảnh mà Đồng Hải đã quay ngôi nhà của cháu đây rồi. Ngôi nhà của mẹ cháu bên này. Thì mong
các cái tấm lòng thơm thảo của các mạnh thường quân cố gắng chung tay giúp đỡ để xin cái vật liệu để cho cháu có cái để lợp nhà được thì là cái tốt nhất. Đấy là bây giờ là chú mới đang quay cái hình ảnh của nhà cháu lên. Cái hoàn cảnh của cháu thì chú đã nói rồi. Nhưng mà chú quay lên đấy cái ngôi nhà cháu đấy như thế thì để xin các mạnh thường quân nếu mà có những cái tấm lòng hảo tâm người ta giúp đỡ ấy, thì chú sẽ lại liên lạc và với cháu để mua. Đấy là rất là mong muốn để mua cái, không dám là nói làm nhà cho cháu đâu, nhưng mà mua cái tấm lợp để cho cháu được cái ngôi nhà nó kín đáo thì là mong nhất là nhà của bà cụ này. Đấy, đấy thì không, các con thì chú biết rồi, ở đây thì đấy, có cái nhà ông liệt bị liệt chân ấy. Đấy đấy, đấy thì bây giờ mình sẽ cho tất cả cái nhà cái chị Câm ở dưới này nữa này. Thế thì cháu bưng cái này đi nhá, bưng luôn lên cho cả suất của bà lên đi. Lấy thêm nha. Nói thật sự là hôm nay nó nặng quá, mình cứ định muốn mua thêm một ít các thứ linh tinh vào nữa, nhưng mà đấy hai vợ chồng thì bưng đấy. Đi xe máy. Bà vợ thì bà lại đang đau lưng. Đi. Đây coi như cũng nhờ chồng thôn nhá. Đấy, nhà đường đi lên đây này mọi người ạ. Nói gọi là cái nhà thôi. Bây giờ thì Đồng Hải sẽ lại quay tiếp lại cái ngôi nhà của cháu một lần nữa để cho các cái mạnh thường quân và tất cả cái nhà hảo tâm nhìn thấy để cái mái nhà của cháu đây, toàn bằng lá cây này. Đây lợp bằng lá cây này chứ không có lá cọ. Đây nó không có lá cọ cơ. Cái lá cây này thì một thời gian là nó mục thôi. Nó rất là ấy, nên cũng rất là vất vả, không biết làm nào được. Đấy nhá, thì của ít lòng nhiều cháu nhá. Thì bây giờ là xe nó cũng nặng, chú cũng không ấy được. Mới cả nói thật sự là mình còn tương đối nhiều xuất quà vì đồng bào trong kia nữa cơ. Thế vậy đấy thì chú gửi cho cháu, coi như mong vợ chồng cảm ơn của chú nha. Vợ chồng cố gắng là giữ sức khỏe. Rồi chú chỉ mong nhất là một ngày gần nhất mà có các mạnh thường quân người ta thấy cái hoàn cảnh của cháu ấy thì người ta cho được cái tấm lợp ấy thì chú sẽ liên lạc với cháu và chú sẽ mua đem vào cho nhá. Rất là mong muốn thế đấy, còn bây giờ chú không dám nói trước được bởi vì là chú chỉ là người cái cầu nối thôi, còn những cái này thì không nói làm gì. Cái phần quà nhỏ nhỏ này gọi là tấm lòng là chia sẻ thôi. Còn đây là đây bà cụ đây, thì cái ngôi nhà của bà thì Đồng Hải đã quay hôm nay rồi, bây giờ Đồng Hải quay lại đấy. Có cái trưởng thôn đấy thì em thấy cái hoàn cảnh của bà khổ quá. Nói thật sự riêng nhà của bà đây thì nếu mà có các mạnh thường quân giúp đỡ được một phần, mình dám hứa là mình kể cả là nghèo mình cũng sẽ giúp cho bà một nửa để giúp cho bà được cái nhà, mặc dù cái nhà nhỏ thôi để ở. Nói thật sự rất là mong muốn các nhà hảo tâm đấy mọi người ạ. Còn Đồng Hải thì cũng không biết nói gì hơn nữa. Đây nhá, thì đây gọi là có một chút quà thôi. Đây có yến gạo với cả mấy chục cái gói mì phở này, mấy chai nước mắm thôi. Nói thật sự là cũng muốn mua thêm cho mọi người một ít đấy, nhưng mà xe nó nặng quá, muốn mua thêm cái một tí nọ tí kia mà lại ra tận ngoài Ninh Sơn ấy. Cái đây hơn đấy. Ra thị trấn cách đây mấy chục cây đúng không? Hai mấy cây ấy, nên mà trời lại sắp tối rồi. Vội thì thôi thì mong bà là giữ gìn sức khỏe nhá, để còn trông cháu giúp cho con cái các thứ thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết thế thôi. Còn tôi sẽ cố gắng kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, mỗi người ta đóng góp được một chút mà xin được cái vật liệu mà để giúp cho bà làm cái nhà ấy, thì là nói thật sự đấy là cái mong muốn nhất của cái Đồng Hải ấy. Rất mong muốn của Đồng Hải chứ không nói là các cái hoàn cảnh nữa, bởi vì như tôi đã làm ở ngoài miền Bắc ấy rồi ấy, thì các mạnh thường quân cũng đã giúp đỡ làm nhà, làm đường, làm xá, rồi làm mọi cái ở ngoài kia rồi. Nhưng mà nói thật sự mới vào đây mà nghe anh em giới thiệu đến đây không nghĩ là hoàn cảnh mình như thế này đâu.
nên thôi okay, chỉ mong bác giữ mày khỏe nhá. Đấy thì đồng hạn không biết nói gì hơn, trao một chút quà. Bây giờ đi sang trao quà bên kia đấy nhỉ, mấy nhà bên này nữa này, cái nhà cái ấy này. À, trưởng thôn cố gắng giúp nhá, không biết là nào được trưởng thôn này, rất vất vả mọi người ạ. Rồi thế xin chào à, dạ nhá. Dạ, dạ. Lúc nãy thì đi mình cũng không kịp mua kẹo, bây giờ bà xã mới mua chút kẹo để cho các cháu này. Các cháu ở đây thật sự là cũng khổ lắm. Đó. Rồi cái đứa mà mắt kém rồi ấy nhỉ, cái đứa à kia ra nhỉ, à đây này đấy, cái đứa này 6 tuổi mà bây giờ bắt đầu mới biết đi. Nếu chưa đủ nhá, không lúc được phát thiếu là một chút cũng được đấy. Kẹo nghe tiếng mình đây gọi là cái gì? À, kẹo bánh luôn à? Nếu mà người Mông như kia là no tha. Người Mông ấy. No tha. Con em nào chưa có? Đây. Đâu đây rồi, đâu? À kia. Chưa có rồi, kia có rồi. Chưa. Có rồi. Đây kìa, em B. Đâu? Cái đứa này chứ? À đứa rồi chứ. Đủ chưa đấy, nếu không là tí nữa thiếu là hết rồi nhá. Một chút rồi. Đây này. Đây. Đây 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 cái đứa này. Đây, cái đâu em xếp cái mì ra chưa? Em thang cho hai nhà bên này đây ấy. Cái cháu này. Đây cháu B cho chú một cái bao gạo này đi, mới cả một cái suất cái ấy này nhá. Đây, lấy một bao gạo này. Đây đây. Cho bà kia hả? Cho bà kia mới ở cho nhà cái đứa này mà cái đứa con nó bị mắt nó bị mờ chứ này. Đấy. Mày, đấy lấy cho nó cái một suất nữa này. Mấy cả ấy còn bởi vì ngày mai vẫn phải vào nữa mà. Đấy. Đấy thì, chồng thì rồi không sao đâu, thì bởi của ít lòng nhiều thế nhá. Coi như là cứ đây là một chút gọi là cái tấm lòng ấy thôi. Các bạn ạ, bây giờ thì vợ chồng mình em nốt cái suất quà này để đi ra để gửi cho cái chị mà chị ấy bị cái bệnh nó thật là bẩm sinh. Chị gần như là cái bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam ấy. Đấy, bây giờ là không nói được mà chân tay thì lại bị gần như là cũng cứ co quắp gần như là bị liệt ấy. Đấy, nên là cũng rất là khó khăn. Hôm nay mình đã quay cái đám ngô của chị bẻ về đấy thì nhìn thấy khổ thân quá. Nói thật sự quá khổ chứ không phải là mình thương nhưng mà không biết làm sao được hơn nữa bởi vì còn nhiều người khổ quá. Nên làm sao vợ chồng mình sẽ cố gắng, sẽ không có nhiều nhưng mà mình sẽ những cái hoàn cảnh đặc biệt như này thì mình sẽ gửi. Đấy nhá, thế tặng cho nhá. À, đấy. Mọi người nhà ông chị rất là khổ, chị này bệnh những ảnh hưởng của chất độc màu da cam đấy, nên từ nhỏ rồi bây giờ là mồ côi cha mẹ. Đấy, ở đây có hai chị em gái thì bên kia thì cái em gái thì cái đứa cháu cũng bị thì mọi người nhìn thấy đấy, cháu này là 6 tuổi rồi bây giờ mới đang tập đi. Đấy, rất là khổ thân cho cháu. Bây giờ bố nó đi làm thuê, làm mướn ở ngoài thành phố kia để kiếm cái tiền rồi về thuốc thang cho cháu thôi. Mà này mình còn thấy nó nói là vào cái hoàn cảnh nào mà còn nhà không có hộ khẩu ở ngoài này chỗ gần cái nhà anh thợ xây ấy, nhà mà 5-6 đứa con ấy. Có. Mà còn chưa làm được khẩu gì đấy phải không? Đang làm hình giờ chắc hình giờ làm xong rồi. À ừ đấy thì mình thấy rằng
đang thấy thấy cũng trưởng thôn cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh thôi. Bởi vì họ phải có khẩu được thì họ mới mình xét với chính sách rồi cái hộ nghèo rồi cái mọi cái để giúp đỡ được. Thôi bây giờ đấy đấy ốm đau đây mà ở đây thì ốm đau đây đúng là không biết nói gì nữa đâu. Thế thôi nhá, thế chào nhá. Thôi cố gắng giữ sức khỏe nhá, không biết nói gì hơn đâu, chỉ giúp một chút chút gọi là để cái tấm lòng thơm thảo thôi nhé. Bởi vì là vợ chồng Đồng Hải thì cũng chỉ là đại diện cho các cái mạnh thường quân và cái dùng cái sức của mình, cũng bỏ thêm cả tiền túi của mình nữa, sẽ cố gắng làm cái việc gì được tốt nhất để cho nó cái con người ta nó cảm thấy cái tâm nó được thanh thản nhất thì là Đồng Hải là vui rồi. Mình cũng rất cảm ơn đồng chí trưởng thôn này. Đấy, đồng chí trưởng thôn bây giờ đang bận. Ôi, thế trưởng thôn bây giờ là con vẫn chưa có con à? Rồi, thế là lấy nhau 10 năm rồi à? Thế mà cũng đấy cũng vất vả nhỉ? Chứ có ra thuốc thang gì chưa? Mười người đồng bào mình không có lấy được thuốc à? À thế à? Thế cũng vất vả quá đấy. Đấy bên này là còn một cháu. Đấy, phía bên này còn rồi hôm nay là chú nghe rồi, nhưng mà lúc nãy là chưa đèo nổi. Bởi vì ngày mai đây này có trưởng thôn đây, tớ sẽ hứa bởi vì tớ sẽ làm được cái việc gì tốt nhất những cái hoàn cảnh khó khăn mình. Mình thì nói chỉ là tấm lòng thơm thảo thôi, gọi là một chút chút để cho bởi vì một người thì không nói, nhưng mà mình có thể là hàng trăm người cơ. Bây giờ thì mình đi vào trong kia tí nhỉ. Hay là thôi bây giờ nếu mà trưởng thôn mà ấy thì như này là cũng rất cảm ơn rồi. Thì, bởi vì đường khó để hai vợ chồng mình vào trong ấy, bởi vì vợ chồng mình cũng vào đấy rồi nhá. Cảm ơn rất nhiều nhá. Đấy, nói thật sự rồi ngày mai vào sáng mai bọn tớ vào sớm thì sẽ nhờ trưởng thôn ở ngoài đấy còn một số cái hoàn cảnh ngoài kia như trường hợp cái nhà mà đang làm khẩu khiếc đấy, rồi thì cái nhà mà có mấy nhà đấy thì hôm nay cũng nghe. Nói thật sự là mình cũng không biết nói gì hơn đâu. Đến đây thì đấy, cái công việc của mình là vì thực. Đồng Hải thì cũng vẫn đang đi ở ngoài Bắc thì vẫn đang đi giúp mọi người, có thể là kêu gọi được xây nhà, xây cửa cho họ rồi. Nhưng vào đây thì mới vào đây mới nghe anh em bạn bè nói chuyện thôi. Mấy cả hôm nay lại gặp được cái anh Linh này nữa đấy thì mới biết. Thì rất cảm ơn, ngày mai sẽ vào nhá, anh em mình nói chuyện nhá, cảm ơn nhá. Bây giờ vợ chồng tới vào kia đã, xong còn lại phải chạy ra ngoài phố, ra ngoài kia nghỉ ngơi đã, xong ngày mai mới lại mua quà vào. Xong lại còn vào, còn lại phải vào trong xóm trong kia nữa, nhờ thôi mai cứ giải quyết xuất quà ở khu vực này đã. Thì ở ngoài xóm ngoài mình là bây giờ là hôm nay mình mới đếm được bao nhiêu người ngoài ấy nhỉ? Chắc cũng phải... về có gì điện thoại hỏi sau nhá, có gì trưởng thôn sẽ ấy cho nhá. Mình thì cũng chả có xe ô tô đấy, hai vợ chồng già 60 tuổi rồi thế này thôi nhá. Thôi cảm ơn đã đấy mọi người ạ. Anh trưởng thôn cũng rất là nhiệt tình, thật sự em đang làm nhà cũng đang rất là túi bụi công việc đấy, nhưng mà mình vào đây thì nhờ các em thì cũng tạo điều kiện để đi vào chứ cùng với vợ chồng mình. Bây giờ vợ chồng mình sẽ đi vào sau nốt xuất quà này để cho gửi giấy cái bác mà bị liệt chân ở trong kia. Đấy, bây giờ thì còn một xuất quà nữa thì vợ chồng mình sẽ đưa vào để tặng cho cái ông bà mà bị liệt chân ấy. Đấy, đường đi vào thì tương đối là khó. Hôm nay thì vừa mới mưa lúc chiều, cái lúc mình đi vào đây thì đường chưa có nước, nhưng mình đoán là mưa là nó sẽ thành suối, mà đúng thật. Bây giờ mới mưa một chút thôi mà nó đã thành suối này rồi. Đường thì tương đối khó đi. Đấy, con đường đấy mọi người ạ. À. Đây gọi là đường.
may mà hôm nay là mình vừa thay một đôi lốp mới rồi đấy, chứ không thì đường này thì không thể chịu nổi. Được cái em trưởng thôn đây em cũng rất là nhiệt tình, mặc dù rất là bận công việc nhưng mà em cũng cố gắng. Gần tối rồi, tí nữa vợ chồng mình ra là tối mịt đấy, từ đây ra là 20 mấy cây, gần 30 cây cơ. Không biết ông bà ăn cơm chưa? Ồ, không có ai nhà hay sao ấy? À đây, ông đây à. May quá. Ông bà ăn cơm chưa? Hôm nay đi. Hôm nay đi ra thì mưa quá mà mua đồ ở đây thì không có, lại phải chạy ra tuần ngoài Ninh Sơn đấy. Ra ngoài thị trấn ấy. Ra thị trấn mới mua được mấy ít đồ, cũng không có gì nhiều đâu. Thì thôi. Gọi là có một chút tấm lòng gọi là gửi hai ông bà, chúc ông bà là cố gắng giữ sức khỏe để là cái chỗ dựa tinh thần cho con cháu, thấy không? Nhá, ông thì cố gắng, coi như thôi thì con chăm cha không bằng bà chăm ông đấy. Bây giờ ông không đi lại được thì bà phải chăm ông đấy, nên vợ chồng mình thì cũng không biết gì cả đấy. Có một chút quà thôi nhá, không có nhiều, bởi vì nó trở xa quá, từ tận ngoài Ninh Sơn lúc nãy phải chạy ra tận ngoài Ninh Sơn. Bây giờ trưởng thôn đưa vào đến đây thì bây giờ muộn quá, trưởng thôn đang về để thu dọn đồ đạc. Không nghe. Yeah. Ông lại tai không nghe thấy được à? Ừ. Đấy khổ thân ông. Thôi. Rồi rồi, không sao, cái bà có bà rồi rồi. Bởi vì ngày mai bọn cháu ấy thì còn lại còn phải mua quà lại chở thồ vào. Bây giờ phải ra ngoài Ninh Sơn ngủ ngoài đấy. Hôm mai lại mua vào để tặng cho cái xóm ngoài này nữa. Xong lại còn chương trình nếu vào trong kia ấy mà đông ấy thì có khi là phải thuê xe chở đồ vào nữa cơ, để giúp cho nói chừng mỗi người một chút thôi. Nhưng mà nghe lời cái chia sẻ của các cái nhà hảo tâm rồi thì của công sức của vợ chồng nhà bọn cháu thì cũng chỉ biết là như thế này thôi, cũng không biết gì hơn. Thế rồi nhá, thế bây giờ là ông bà giữ gìn sức khỏe nhá, và chăm ông tốt nhá. Rồi thế thôi, bây giờ xin phép, không là muộn quá rồi, bây giờ đi ra là tối mịt đấy. Rồi, xin chào nhá. Đấy, cũng chỉ có quà cho ông bà thôi, còn con thì thôi, coi như bởi vì mình chỉ giúp được những cái hoàn cảnh nó khó khăn quá thôi, người già, người yếu, người bệnh tật đấy nhá. Rồi thế nhá, xin chào ông bà nhá. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải sẽ lại tiếp tục quay về, đi ra ngoài thị trấn cơ. Bởi vì từ đây ra ngoài đấy tính ra là 20 mấy cây, có khi cũng phải đến gần 30 cây ấy. Trong đó buổi sáng mai giải quyết đấy, xong thì chiều mai thì vợ chồng Đồng Hải sẽ vào cái xóm trong kia nữa cơ. Còn trong cái này nói thật sự càng vào mới thấy mọi người khó khăn, càng thương nhiều hơn đấy, cũng không biết làm nào. Thôi nhá, thì chào ông bà nhá. Thôi nhá, đi chào em nhá. Đi vợ chồng mình về đi. Các bạn ạ, hiện giờ thì cũng đã là 7:30 rồi. Vợ chồng mình mới đi ra đến ngoài khu vực thị trấn Ninh Sơn. Chỗ này thì cách khu vực vợ chồng mình hôm nay đi vào để tặng quà cho đồng bào. Trưa nay là vợ chồng mình đã phải chạy ra tận ngoài này để mua gạo, mua các thứ quà để tặng cho các cái trường hợp ấy. Thì bây giờ vợ chồng mình vừa mới ra cái nhà nghỉ ở đây, nghỉ và giờ này thì đây nó chỉ có quán nhậu chứ không quán cơm mấy rồi. Để hai vợ chồng mình à. Hôm nay là ăn bún bông mắm tôm. Bây giờ vợ chồng Đồng Hải mời tất cả các quý khán giả ăn bữa tối với vợ chồng mình. Bởi vì bữa tối này mình ăn nhẹ nhàng này rồi đi nghỉ, sáng mai là tiếp tục cuộc hành trình, lại tiếp tục quay lại chỗ cái dân bản hôm nay để đem một số các phần quà vào tặng nữa. Với cả chương trình thì trong đấy thì còn nhiều rất nhiều các hoàn cảnh nữa, thì chắc là vợ chồng mình còn phải ở đây cũng một thời gian. Đấy. Rồi đây, ăn đi vợ ơi, ăn đi về nghỉ ngơi nhé.